tiết lộ danh tính người phụ nữ khiến Bác Hồ không cầm nổi nước mắt khi gặp. Cuộc gặp cảm động với chị gái Nguyễn Thị Thanh. Chuyên kể rằng, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, bà Nguyễn Thị Thanh sau một thời gian hoạt động cách mạng ở nhiều nơi đã chuyển về xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, bà đã vào độ ngoài 60, khi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là em trai của mình. Cuối năm 1946, bà đã ra Hà Nội để thăm người. Đồng chí Hồ Quang Chính, người chứng kiến cuộc gặp gỡ cảm động ấy, sau này là tác giả cuốn hồi ký Bác Hồ gặp chị và người anh ruột, đã thuật lại trong cuốn sách như sau. Hôm ấy, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 1946, vừa nhìn thấy bác, bà Thanh vừa gọi, vừa chạy lại ôm lấy bác. Cậu, 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 cậu khỏe không? Và bác khóc, nước mắt bác thấm vào cánh tay áo của bà. Mắt bác chớp chớp, bác lấy khăn lau nước mắt mình và nói: chị khỏe không? Em biết chị chờ lâu, nhưng vì em đang bận tiếp các đồng chí Nam Bộ ra, chưa thể dứt việc được. Sau phút giây cảm động ấy, bác và bà Thanh đi lại phía sau bàn. Bác kéo ghế mời bà Thanh ngồi. Bà Thanh hỏi bác: cậu đi lâu thế có nhớ quê hương không? Còn nhớ chị ngồi du võng cho cậu ngủ, chị hát du bài Non Nước không? Thuở đó gia đình ta khá vất vả. Nói đến đây bà lại khóc khiến nét mặt bác bùi ngùi cảm động. Bác lấy khăn chấm chấm đôi mắt mình, vừa hút thuốc vừa nhìn ra cửa sổ, bác nói: chị ơi, quê hương nghĩa nặng ơn sâu, mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình. Những chiến sĩ cách mạng chân chính đều là những người con có chí hiếu. Chị ơi, ở nước ngoài có đôi khi đêm khuya thanh vắng, bỗng chốc nghe một lời ru con của người mình thì lòng dạ mình lại càng thêm nhớ đất nước, quê hương bà con. Sau đó bác hỏi đến quê hương làng Kim Liên, làng Hoàng Trù, quê nội và quê ngoại của bác. Ông nội của anh Nguyễn Sinh Thọ, cháu gọi là bác Hồ bằng ông, và một số cụ ở quê nhà. Bà Thanh và anh Thọ lần lượt trả lời. Sau khi bác nói chuyện với bà Thanh, anh Thọ, bác quay sang để tay lên vai tôi và hỏi: thế còn cháu quê ở làng nào? Tôi trả lời: thưa ông, cháu quê ở làng Thọ Toán, cuối huyện Nam Đàn. Nói đến đây, tôi sợ bác không biết làng tôi. Tôi thưa tiếp: thưa ông, làng cháu ở gần làng Phổ Đông, Phổ Tứ, làng Nam Kim, gần sông Lam, gần cầu sắt Yên Xuân. Bác nói: ờ, ông nhớ rồi. Vùng đó có bãi giữa khá to của sông Lam. Có lần ông đã đi đò dọc qua đó để đưa thư cho các cụ hoạt động chống đế quốc Pháp. Rồi bác hỏi cha mẹ tôi, hỏi tôi gặp và quen bác Hồ Tùng Mậu từ bao giờ. Tôi lần lượt trả lời bác. Bác nói: tuy xa quê lâu, nhưng ông vẫn nhớ làng Hàng Dâm Bụt, dãy Trẻ Xanh, đến tương, món cá khô, đến hát dằm nghề Tĩnh. Bác hỏi chúng tôi có hay đi hát phường vải không, và bác mỉm cười. Bà Thanh sực nhớ và nói: chị Biếu cầu một chai tương Nam Đàn và hai con gà. Vừa nói vừa chỉ vào góc tường, chỗ để chai tương và hai con gà. Bác vui vẻ đáp: cảm ơn chị và hai cháu. Tương thì thỉnh thoảng mời cụ Huỳnh thúc kháng, còn ăn cho vui. Gà để nuôi cho nó đẻ trứng. Bà Thanh thân mật hỏi bác: khi nào cậu về thăm quê được? Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau bác trả lời: em cũng muốn về thăm quê, nhưng chắc chắn còn lâu, vì việc nước còn nặng nề lắm. Hai chị em đôi mắt ngấn lệ. Sau lần đó, bà Thanh trở về quê sống ở quê hương Kim Liên. Cuộc đời của bà là một tấm gương về lòng yêu nước, thương dân, chí công vô tư mà bà đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng. Đến cuộc gặp người anh ruột Nguyễn Sinh Khiêm. Cũng theo lời kể của ông Hồ Quang Chính, thì sau chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Thanh, ít ngày sau, người anh ruột của bác
là ông Nguyễn Sinh Khiêm cũng đã ra thăm bác. Hôm ấy cũng vào khoảng 11:30, cánh cửa phòng làm việc của bác từ từ mở. Bác Hồ vẫn đôi mắt sáng ngời và hiền từ, vẫn trong bộ kaki vàng bạc màu, đi thẳng về phía ông cháu tôi. Cũng như khi bà Thanh gặp bác, ông cả Khiêm chạy lại ôm chầm lấy bác Hồ. Chú Cung, tên bác Hồ lúc còn nhỏ, chú có khỏe không? Anh em mình xa nhau lâu quá. Chòm râu bác Hồ rung rung chạm vào má bác Khiêm. Nét mặt bác Hồ cảm động nhưng vui tươi, bác nói: anh mới ra, anh khỏe không? Quý hóa quá, chị Thanh về trong quê có khỏe không anh? Hôm mẹ ra đây, có hai cháu cùng đến với em, nhưng em bận quá, không tiếp được nhiều. Em có mời chị và hai cháu ở chơi đến chiều, nhưng chị về. Ông cả Khiêm trả lời: chị Thanh về có nói chuyện lại, bảo chú gầy lắm, công việc bận suốt ngày, bà con ai cũng đến hỏi thăm và lấy làm sung sướng. Bác Hồ mời ông cả Khiêm ngồi và chỉ ghế cho phép chúng tôi được ngồi. Bác Hồ cười vui vẻ làm cho không khí vòng phòng vui tươi và đầm ấm thân mật thêm. Bác Hồ rút thuốc lá mời ông cả Khiêm hút, nhưng ông khua tay không nhận. Tôi hút thuốc lá cẩm lệ quen rồi, thuốc đó nhẹ để chú dùng. Bác Hồ cười và đọc câu thơ: chốc đà mấy chục năm trời, còn non còn nước còn người hôm nay. Nghe vậy ông cả Khiêm đang quấn thuốc lá cẩm lệ đọc luôn: thỏa lòng mong ước bấy lâu, nước non dợp bóng cờ bay đón người. Đọc xong hai câu thơ, ông Khiêm nói: hôm nay ông cháu đến thăm chú, tôi mang biếu chú ít cam xã Đoài. Bác Hồ cảm động, chớp chớp mắt, yên lặng và hỏi ông cả Khiêm về tình hình Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, huyện Nam Đàn và các hoạt động của chính quyền, đoàn thể địa phương, của một số người thân và bạn bè thời thiếu niên của bác. Ông cả Khiêm trả lời: chú đi lâu mà chú tài nhớ thế. Bác Hồ lại hỏi ông Khiêm: anh còn nhớ chuyện Khơm Công không? Bác Hồ lại nói luôn: chẳng những mình còn Khơm Công mà hàng chục triệu đồng bào thời đó Khơm Công. Khơm Công nói lái có nghĩa là không cơm. Ý nói đến thời niên thiếu của bác Hồ và gia đình cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc túng thiếu. Ông cả Khiêm hỏi bác: chú có định khi nào về thăm quê? Bác Hồ thong thả trả lời: về đến đây cũng là về đến quê nhà rồi. Tình hình và công việc thế này chưa cho phép em nghỉ ngơi, chắc việc đó còn lâu. Đúng như dự đoán của bác, mãi 11 năm sau, năm 1957, bác mới về thăm quê lần đầu tiên. Sau lần gặp gỡ với bác Hồ, ông cả Khiêm trở về sống tại làng Kim Liên trong tình thương của nhân dân, được chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo. Ông từ trần ngày 15 tháng 10 năm 1950, hưởng thọ 62 tuổi. Ở bác, những tình cảm lớn dù sâu sắc mênh mông đến đâu cũng không che được những tình cảm riêng tư. Bác Hồ của chúng ta cũng phải cố gắng vượt lên ngay cả trong những lúc cô đơn, nhớ nhà, nhớ quê hương. Những chiều Việt Bắc, rừng chiêm hóa u buồn, sương mù bao phủ, gia đình các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng đều ở quanh bác, nhưng cách nhau đến mấy quả đồi, mấy cánh rừng. Các đồng chí phục vụ thấy đôi mắt bác long lanh ướt, nói với các đồng chí xung quanh: chúng ta ai cũng đều muốn có một gia đình ấm cúng. Người cách mạng là người giàu tình cảm, mà chính vì giàu tình cảm thì mới đi làm cách mạng. Càng làm cách mạng lại càng quý trọng cuộc sống gia đình. Chẳng qua vì chưa có điều kiện thuận lợi nên chưa thực hiện được, đành phải chịu đựng mà thôi. Đối với những đồng chí sống gần gũi quanh mình, bác luôn quan tâm đến gia đình riêng của họ. Trước khi đi công tác xa, bác không quên nhắc
những người phục vụ bố trí thay phiên nhau để có thì giờ về thăm gia đình. Mỗi khi có dịp, bác đều nhắc những người tham gia cuộc vui lấy phần kẹo về cho vợ con ở nhà. Bác Hồ cũng như chúng ta là con người bình thường, cũng khát vọng yêu thương, cũng mong muốn có một mái ấm gia đình. Nhưng người trở nên vĩ đại bởi vì người đã vượt lên trên cái bình thường, hy sinh hạnh phúc của chính mình với mục đích đem lại hạnh phúc bình thường cho mọi người, cho các thế hệ mai sau. Các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng chân tình hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì sao người không lấy vợ, không lập gia đình? Chủ tịch cười, ôn tồn nói: lúc còn trẻ mải mê đi làm nhiệm vụ, không có điều kiện lập gia đình. Bây giờ già rồi, không còn nhu cầu ấy nữa. Cả gia đình bác đã hy sinh cho nhân dân, cho đất nước. Gia đình bác đã hòa vào mỗi gia đình người Việt Nam hôm nay và mai sau. Bác mặc dù không lập gia đình, không có vợ, không con, nhưng mỗi gia đình Việt Nam như có bác ở bên, đi theo con đường người chọn, học tập và làm theo lời người dạy. Gia đình của người sống mãi cùng gia đình Việt Nam, trường tồn cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất quan tâm đến giáo dục gia đình. Theo người, nhiều gia đình trong cộng đồng mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, được hình thành, phát triển và giữ gìn vun đắp, phát huy trong mỗi gia đình Việt Nam. Muốn có một xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết từng gia đình phải phát triển bền vững. Thông qua giáo dục gia đình, thế hệ trẻ được tiếp thu những tinh hoa văn hóa tốt đẹp, hình thành nhân cách, lối sống ứng xử. Theo bác, con người Việt Nam chỉ có thể được trang bị những phẩm chất tốt đẹp nếu có một môi trường xã hội tốt. Môi trường đó trước hết là mỗi gia đình, mỗi tế bào của xã hội. Các gia đình chịu trách nhiệm trước xã hội về sản phẩm của gia đình mình, phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái, cung cấp cho xã hội một công dân có ích. Cùng với nhà trường, gia đình tham gia tích cực nhiệm vụ dạy người, dạy chữ, tạo ra lực lượng lao động tương đối cho tương lai và có chất lượng. Bác nhấn mạnh, gia đình là nơi tiếp thu, giữ gìn và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua các câu chuyện cổ tích, qua các câu ca dao tục ngữ, cha mẹ, ông bà và những người đầu tiên dạy dỗ, nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tư duy và từng bước giáo dục hình thành nhân cách cho mỗi con người. Qua lao động, qua việc xử lý các mối quan hệ hàng ngày, gia đình đã truyền cho con trẻ những nét đẹp của truyền thống gia đình, dòng họ, truyền thống văn hóa dân tộc. Từ đó, mỗi cá nhân hình thành và bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình cộng đồng, lòng nhân ái, tinh thần tự lực, tự cường, anh hùng trong chiến đấu, chăm chỉ, cần cù trong lao động sản xuất. Bác Hồ cho rằng, trong giáo dục, nếu thiếu sự giáo dục gia đình hoặc giáo dục gia đình không phù hợp với yêu cầu của xã hội sẽ hạn chế nhiều đến kết quả của giáo dục. Vì vậy, nhà trường, gia đình và đoàn thể thanh niên phải liên hệ chặt chẽ trong việc giáo dục thanh niên. Trong thư ngày 31 tháng 10 năm 1955, sau khi căn dặn thầy giáo, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng, bác viết: tôi cũng mong các gia đình liên lạc chặt chẽ với nhà trường, giúp đỡ nhà trường giáo dục và khuyến khích các em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh và hăng hái giúp ích nhân dân. Trong gia đình, cha mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ con. Vì vậy, bác mong cha mẹ học trò hết sức giúp đỡ nhà trường trong việc giáo dục con em chúng ta cho có kết quả tốt đẹp. Nói chuyện tại hội nghị cán bộ đảng ngành giáo dục tháng 6 năm 1957, bác căn dặn cán bộ đảng ngành phải nhất thiết liên hệ mật thiết
với gia đình học trò. Bởi vì giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù có tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn. Theo bác, trong giáo dục trẻ cần làm cho trẻ biết yêu tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết bảo vệ, giữ gìn, vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả. Để làm được điều đó, giáo dục gia đình giữ vai trò rất quan trọng. Bác khuyên mọi người trong gia đình phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau để mở rộng sự hiểu biết, nâng cao trình độ văn hóa, thi đua với nhau vươn lên thực hiện tốt nghĩa vụ của mỗi người đối với gia đình, đối với đất nước. Giáo dục trong gia đình theo người là mỗi người nhắc nhở, dạy bảo nhau, các cụ phụ lão thi đua, đốc thúc con cháu tham gia mọi công việc, các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp đỡ người lớn. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ chưa biết thì con bảo. Bác nhắc nhở trong gia đình các bậc cha mẹ phải gương mẫu trước con em. Trẻ em hay bắt chước, cho nên các thầy giáo, cha mẹ đều phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Trong xã hội có nhiều tệ nạn, thị phi thì gia đình chính là thành lũy kiên cố, bảo vệ và giúp con em mình duy trì được lối sống văn hóa. Cái lý tưởng đầu tiên của trẻ con về chân thiện mỹ được hình thành bởi sự liên lạc giữa trẻ con và bố mẹ. Và chính gia đình là nơi khai sinh ra những ý tưởng đầu tiên của con trẻ về sự tự chủ, vâng lời, về sự thật, sự tha thứ, hình thành lối sống văn hóa tốt đẹp. Bác Hồ cho rằng giáo dục gia đình không chỉ bó hẹp trong phạm vi từng gia đình riêng, mà phải mở rộng tác dụng ra làng xã và toàn xã hội, phải chăm lo đến cả con cái, những gia đình khác trong đại gia đình của dân tộc ta. Theo nghĩa mới thì gia đình rộng rãi hơn, tốt đẹp hơn. Thí dụ, những người cùng lao động trong một nhà máy, trong một cơ quan, trong một hợp tác xã đều phải đoàn kết và thương yêu nhau như anh em trong một gia đình. Rộng rãi hơn nữa là đồng bào cả nước, là anh em trong một gia đình. Đã là một gia đình thì phải có sự chăm sóc, dạy dỗ, cũng không chỉ nhằm làm cho con cháu mình khỏe và ngoan, mà phải cố gắng cho tất cả con cháu mình ngoan và khỏe. Chính bác đã nêu ra một tấm gương mẫu mực cho các bậc cha mẹ và người lớn về sự quan tâm chăm sóc trẻ thơ, mang lại cho trẻ thơ hạnh phúc, được sống cùng cha mẹ, được hưởng quyền dân chủ, được vui chơi và học hành tiến bộ. Bác rất coi trọng giáo dục trẻ em, biết kính yêu thầy cô và giúp đỡ cha mẹ. Đêm Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mặc dù công việc bận bề, đất nước còn nhiều khó khăn, bác đã dành thời gian nói chuyện với thiếu nhi. Bác căn dặn, các em nên rèn luyện đức tính thành thật và dũng cảm. Ở trường thì kính thầy, yêu bạn, đoàn kết và giúp đỡ cha mẹ. Ở xã hội thì tùy sức mình mà tham gia những công việc có lợi chung.